Rồi bây giờ là gian hàng có được 40 thì bây giờ đã được đăng ký là 22 gian hàng rồi. Đấy thì chúng ta là thành viên của BBM thì như vậy thì có 500.000 thôi. Đấy 500.000 đóng những các thứ chuyển tiền các thứ vân vân. Còn người ngoài thì 1 triệu. Chính mình kiếm tiền cho Phú hả? Cái khoản nó có cái link rồi á, em theo dõi cái link của anh Quốc rất là nhiều rồi. Có đấy, em đây chúng ta ví dụ như em nhìn thấy một cái sự kiện em phải click vào để mở ra cái thông tin ở dưới đấy. Ở đây chúng ta đang trao đổi các bạn check bằng cái smartphone này cũng là rất là hạn chế này, tại vì là smartphone nó không nhìn được cái ở dưới, nó ở dưới phải mở ra nó mới chạy xuống các cái thông tin chuyển khoản ở dưới được. Thì chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 6, 17 tháng 6 tức là vào ngày thứ bảy ngày 11 đấy, ngày 11 tháng 6. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là thông tin có rồi, nó có hẳn một cái fanpage là phiên chợ khởi nghiệp. Bây giờ anh đề nghị các bạn là phải share mạnh mẽ cái đấy trên Facebook của mình. Đấy, anh nghĩ là mỗi người chúng ta đây có khoảng từ 1.000 đến có 2.000 bạn, chúng ta phải chia sẻ đấy. Anh chia sẻ luôn, anh thì bảo anh vào kiểm tra các Facebook của mọi người thì thấy những cái thông tin của mình thì không post, đi post thì cái thằng Obama cũng chả, anh cũng chả không quan tâm đến, không tạo ra cái lợi ích gì mình đâu. Anh chia sẻ với rất là chân tình luôn, hãy làm những cái gì anh ấy thì là anh là cái người rất là thực dụng, chúng ta hãy làm những cái gì mà nó có lợi ích cho chúng ta. Obama